Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 66, Bảy đóa hoa. Đường hầm u ám, từng đoạn từng đoạn ngắn dần, bóng tối từng chút từng chút ép sát lại. Ngọc Không Hầu không chú ý, Dư khớp Phượng và Thanh Hư Từ lại đang âm thầm tập trung, cảnh giác cao độ đường lệ từ võ công rất mạnh, họ đã từng nếm trải. Người dù tướng mạo xinh đẹp, cử chỉ văn nhã nhưng chiêu thức lại dũng mãnh, tàn nhẫn. Nếu không cẩn thận mà chúng phải một chiêu của hắn, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bất ngờ, Ngọc không hầu. Ừ. Một tiếng. Có gì đó không đúng. Dư khớp phượng trầm giọng hỏi. Có chuyện gì? Ngọc không hầu vung tay áo lên. Có sáu mọn đèn dầu bị tắt, đó là dấu hiệu của Lục Ca trong bóng tối có tiếng cười vang lên. Ồ, thì ra thất đệ và ta có thần giao cách cảm, ta chưa từng nói với ngươi rằng tắt sáu ngọn đèn là do ta tới, sao ngươi đoán được là ta? Ngọc không hầu cười nhẹ. Lục ca luôn thích tỏ ra thông minh, sao ta không biết? Ngươi không phải đang cùng sư phụ ngươi tiêu giao giang hồ sao, sao lại trở về vọng đình Sơn Trang, có tin tức tốt gì muốn báo cho ta à? Từ trong đường hầm, người mặc áo vàng đỏ bước ra, gò má đỏ thắm chính là Phương Bình Trai. Ta chẳng có tin tức tốt gì, chỉ toàn là tin xui xẻo. Nghe nói ngươi đã chiêu mộ được tam ca giết người cho ngươi, người đó đâu rồi? Ngọc không hầu càng cười tùm tìm. Ngươi muốn giết tam ca, từ đầu đến cuối đều không chết nổi. Không phải thất đệ ta muốn dội nước lạnh vào ngươi, với khả năng của lục ca, có thể giết hơn nửa giang hồ, nhưng muốn giết tam ca thì không thể. Phương Bình Trai quạt đỏ lay đầu. Ừ, ngươi không cần dội nước lạnh vào ta, ta rất tự biết mình. Ta không đến để giết người, chỉ đến để hỏi hắn có ở đây không. Ngọc không hầu cười khẽ. Nếu không giết được người, hỏi làm gì? Ngươi khiến hắn mất trí, hắn không giết ngươi ngược lại bị ngươi gài bẫy, chắc chắn là vì tiết muội tử. Phương Bình Trai cũng cười tùm tìm nói. Các ngươi vì tiết muội tử mà đố đá từ mười mấy năm trước đến giờ, ta xem cuộc vui này cũng mười mấy năm rồi, đã thấy chết lặng. Nếu hắn ở đây, ta muốn mời hắn ra nói chuyện cũ dù ta huấn giết hắn nhưng năm đó ta hạ độc rượu hại hắn quả thực không phải là hành động của quân tử lục đệ ta thành tâm muốn đến xin lỗi tam ca quân tử nói xin lỗi ngươi nghĩ tam ca là ai ngươi đã hạ độc hắn biến hắn thành thế này dù ngươi là lục đệ thất đệ hay bát đệ hắn cũng không quan tâm ngọc không hầu nói dài dòng trên đời này ngoài tiết đào và những người có võ công cao hơn hắn hắn không coi ai ra gì ngươi muốn nói với hắn gì Hắn chỉ coi như gió thoảng mây trôi, căn bản sẽ không lọt vào tai hắn." Phương Bình trai thở dài, "So với chuột, ta còn không ưa những người như hắn, nhưng ta đã làm sai chuyện, ta biết nhận lỗi, chuyện này không phải để lấy được sự thông cảm của Tam ca, thật ra hắn có thông cảm hay không, ta cũng không quan tâm, ta quan tâm đến nhân cách của mình." "Lục ca ngươi." Ngọc Không Hầu lắc đầu, "Càng ngày càng quân tử chỉ khiến ngươi ngày càng buộc tay buộc chân. Ngươi có tài, có năng lực, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể có năng lực mà ta và đại ca thiếu. Đáng tiếc ngươi không biết quý trọng bản thân, lãng phí năng lực của mình, cam chịu làm một người hề. Quân tử, người hề, đó là ngươi sao, thật sự là ngươi sao? Ngươi có thường xuyên tự hỏi lòng mình, ngươi Phương Bình Trai, thực sự muốn sống yên lặng không nghe thấy suốt đời sao? Phương Bình Trai nghiêng đầu nhìn hắn, ngọc không hầu với mái tóc đen dài và dáng người thon gọn, trông như một cô gái trẻ tuổi. Ta chỉ muốn nói, cách người ăn mặc thế này, nhìn còn dễ coi hơn nhiều cô nương trẻ đẹp. Tam ca có ở đây không? Nếu có thì nói có, không có thì nói không có. Dù ta có đẹp trai phong độ, ta cũng không có hứng thú với người đẹp. Không có ở đây. Ngọc không hầu xoay người. Hắn đã đưa tiết đào đi rồi. Phương Bình Trai mở to mắt, nhưng nghe chuyện kỳ lạ chưa từng thấy. Cái gì? Ngọc không hầu thản nhiên nói. Hắn đã đưa tiết đào đi. Phương Bình Trai kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi cứ để cho hắn đi như vậy sao? Ngọc không hầu ngừng đầu lên, giọng càng lạnh lùng. Đúng vậy. Phương Bình Trai lầm bầm. Chắc chắn người nhầm lẫn ở đâu đó. Hắn dùng quạt đỏ gõ vào đầu. Nếu người không ở đây, ta sẽ đi, ân cứu mạng, lục ca ở đây xin cảm ơn. Dư khớp phượng và thanh hư tử nghe thấy Phương Bình Trai và Ngọc không hầu nói chuyện. Phương Bình Trai cũng coi như người quen cũ của Dư Khấp Phượng, cười hi hi chào hỏi dư khớp phượng nhưng dư khớp phượng làm như không thấy ngày xưa là kiếm vương hôm nay là thần phục không thể nói chuyện như thường ngày phương bình trai nhìn về phía thanh hư tử vài lần không nhận ra được người này là ai liền dơ cây quạt định xoay người rời đi khi hắn vừa quay người từ bóng tối phía trước lộ ra một chiếc giày giày màu trắng với hoa văn xanh nhạt phương bình trai ho khan một tiếng suýt sặc ngọc không hầu xoay người lại từ bóng tối trước mặt phương bình trai một người chậm rãi bước ra mái tóc dài màu bạc xinh đẹp văn nhã chính là đường lệ từ thẩm lang hồn không có ở bên cạnh hắn không biết đã lẻn đi đâu ánh mắt của ngọc không hầu từ phương bình trai chuyển sang đường lệ từ lục ca người giúp hắn hay giúp ta phương bình trai vung quạt đỏ ta chỉ là lỡ đường mà thôi các người tiếp tục tiếp tục đừng vì ta mà mất hứng hắn vòng qua bên cạnh đường lệ từ bước một bước lay động đi về phía trước đột nhiên trong lối đi ánh sáng chợt lóe có ánh lửa nhấp nháy ngọc không hầu và đường lệ từ cùng nhau nhìn lại chỉ thấy nụ cười trên mặt phương bình trai cứng đờ một chiếc trường kích đặt ở ngực hắn ép hắn từng bước lùi lại chiếc trường kích đã được lau sạch dầu mỡ để tránh rỉ xét lúc này vì chân khí kịch liệt của người đến lại hừng hực bốc cháy lưỡi kích lóe lên ánh lửa người đến tóc rối bời khi thế kinh người. Chu Nhan, Đường Lệ Từ và Ngọc Không Hầu đều có chút kinh ngạc, theo lẽ thường, hắn đưa tiết đào đi phải cao bay xa chảy, sao lại đột ngột quay trở lại. Ngọc Không Hầu đầu tiên thay đổi sắc mặt. Người đã làm gì nàng? Hãy tiếp tục dịch và chỉnh sửa cho đến hết. Chu Nhan, Đường Lệ Từ và Ngọc Không Hầu đều có chút kinh ngạc, theo lẽ thường, hắn đưa tiết đào đi phải cao bay xa chảy, sao lại đột ngột quay trở lại ngọc không hầu đầu tiên thay đổi sắc mặt người đã làm gì nàng phương bình trai thân hình thoát một cái thoát khỏi lưỡi nhọn của chu nhan từ xa dù muốn giết chu nhan nhưng lúc này không thể nào địch lại ngay cả khi có hai phương bình trai cũng chưa chắc trông đỡ nổi một kích của chu nhan huống chi hắn không có anh em sinh đôi chu nhan không trả lời câu hỏi của ngọc không hầu vông trường kích lên mang theo tiếng gào thét thê lương như sấm sét đánh về phía ngực ngọc không hầu ánh mắt dữ tợn đáng sợ như rơi vào điên cuồng. Đường lệ từ chợt lóe tránh ra. Ngọc không hầu ra tay nhanh như chớp chế trụ trường kích nghiêm nghị quát lên: người đã làm gì nàng? Chu Nhan vẫn không trả lời. Mọn lửa trên trường kích từ từ đốt tới ống tay áo của Ngọc không hầu. Chu Nhan vận dụng 10 phần chân lực, Ngọc không hầu cường lực bám vào. Ánh mắt hai người chạm nhau như giấy lên một trận hỏa hoạn. Hai người không nói thêm lời nào, bỗng như gió lốc bắt đầu giao đấu, trường kích rung trời động đất, vách tường xung quanh tan vỡ không ngừng. Ngọc không hầu tay không, nhưng quyền phong và trường ảnh mạnh không kém chu nhan, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu có thể giết người. Dư khớp phượng và thanh hư từ đồng thời nhìn về phía đường lệ từ, nếu đường lệ từ gia nhập chiến đấu lúc này, ngọc không hầu chắc chắn sẽ rơi vào thị yếu. đường lệ từ cười với hai người, nhắc tay lên nhưng chỉ đánh cắm vào một cước chủ ý dư khớp vượng vung trường kiếm màu đen thanh hư từ trường thành thái cực viên truyền thế hai người cùng tiến lên ngăn chặn đường lệ từ phương bình trai quạt đỏ lay động nếu gia nhập chiến cuộc bất kể phe nào phe đó sẽ chiến thắng nhưng hắn không định gia nhập phe nào mà mở miệng nói tam ca năm đó dân ngươi một ly rượu độc hại ngươi như vậy đó là lỗi của tiểu đệ nay đến để xin lỗi ngươi hắn chào chu nhan và ngọc không hầu một cái định rời đi lục đệ người thiếu ta một ly rượu đã muốn đi sao một giọng nói âm u vang lên phương bình trai muốn rời đi nhưng bước chân lại dừng mặt đầy cười khổ hôm nay hắn đến thật không đúng lúc mỗi lần muốn đi luôn có người ngăn cản chu nhan và ngọc không hầu nghe thấy giọng nói bỗng tách ra mỗi người đứng sang một bên ngọc không hầu khạc ra một hơi đại ca lục ca ngươi ngọc không hầu lắc đầu càng ngày càng quân tử chỉ khiến ngươi ngày càng buộc tay buộc chân ngươi có tài có năng lực chỉ cần ngươi muốn ngươi có thể có năng lực mà ta và đại ca thiếu đáng tiếc ngươi không biết quý trọng bản thân lãng phí năng lực của mình cam chịu làm một người hề quân tử người hề đó là ngươi sao thật sự là ngươi sao ngươi có thường xuyên tự hỏi lòng mình ngươi phương bình trai thực sự muốn sống yên lặng không nghe thấy suốt đời sao phương bình trai nghiêng đầu nhìn hắn ngọc không hầu với mái tóc đen dài và dáng người thon gọn trông như một cô gái trẻ tuổi ta chỉ muốn nói cách ngươi ăn mặc thế này nhìn còn dễ coi hơn nhiều cô nương trẻ đẹp tam ca có ở đây không nếu có thì nói có không có thì nói không có dù ta có đẹp trai phong độ ta cũng không có hứng thú với người đẹp không có ở đây ngọc không hầu xoay người hắn đã đưa tiết đào đi rồi phương bình trai mở to mắt nhưng nghe chuyện kỳ lạ chưa từng thấy. Cái gì? Ngọc không hầu thản nhiên nói. Hắn đã đưa tiết đào đi. Phương Bình Trai kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi cứ để cho hắn đi như vậy sao? Ngọc không hầu ngẩng đầu lên, giọng càng lạnh lùng. Đúng vậy. Phương Bình Trai lầm bầm. Chắc chắn người nhầm lẫn ở đâu đó. Hắn dùng quạt đỏ gõ vào đầu. Nếu người không ở đây, ta sẽ đi, ân cứu mạng, lục ca ở đây xin cảm ơn dư khớp phượng và thanh hư tử nghe thấy phương bình trai và ngọc không hầu nói chuyện phương bình trai cũng coi như người quen cũ của dư khớp phượng cười hi hi chào hỏi dư khớp phượng nhưng dư khớp phượng làm như không thấy ngày xưa là kiếm vương hôm nay là thần phục không thể nói chuyện như thường ngày phương bình trai nhìn về phía thanh hư tử vài lần không nhận ra được người này là ai liền giơ cây quạt định xoay người rời đi khi hắn vừa quay người từ bóng tối phía trước lộ ra một chiếc giày giày màu trắng với hoa văn xanh nhạt phương bình trai ho khan một tiếng suýt sặc ngọc không hầu xoay người lại từ bóng tối trước mặt phương bình trai một người chậm rãi bước ra mái tóc dài màu bạc xinh đẹp văn nhã chính là đường lệ từ thẩm lang hồn không có ở bên cạnh hắn không biết đã lẻn đi đâu ánh mắt của ngọc không hầu từ phương bình trai chuyển sang đường lệ từ lục ca người giúp hắn hay giúp ta Phương Bình Trai vung quạt đỏ. Ta chỉ là lỡ đường mà thôi, các người tiếp tục, tiếp tục. Đừng vì ta mà mất hứng. Hắn vòng qua bên cạnh đường lệ từ bước một bước lay động đi về phía trước. Đột nhiên trong lối đi ánh sáng chợt lóe, có ánh lửa nhấp nháy. Ngọc không hầu và đường lệ từ cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy nụ cười trên mặt Phương Bình Trai cứng đờ, một chiếc trường kích đặt ở ngực hắn. Ép hắn từng bước lùi lại, chiếc trường kích đã được lau sạch dầu mỡ để tránh gì xét lúc này vì chân khí kịch liệt của người đến, lại hừng hực bốc cháy, lưỡi kích lóe lên ánh lửa, người đến tóc rối bời, khí thế kinh người. Chu Nhan, Đường Lệ từ và Ngọc Không Hầu đều có chút kinh ngạc, theo lẽ thường, hắn đưa Tiết Đào đi phải cao bay xa chạy, sao lại đột ngột quay trở lại? Ngọc Không Hầu đầu tiên thay đổi sắc mặt, người đã làm gì nàng? Phần dịch và chỉnh sửa tiếp theo đã hoàn thành, nếu bạn cần thêm, xin vui lòng cung cấp thêm chỉ dẫn hãy tiếp tục dịch và chỉnh sửa cho đến hết. Chu Nhan vẫn không trả lời, ngọn lửa trên trường kích từ từ đốt tới ống tay áo của Ngọc Không Hầu. Chu Nhan vận dụng 10 phần chân lực, Ngọc Không Hầu cường lực bám vào, ánh mắt hai người chạm nhau, như giấy lên một trận hỏa hoạn. Hai người không nói thêm lời nào, bỗng như gió lốc, bắt đầu giao đấu. Trường kích rung trời động đất, vách tường xung quanh tan vỡ không ngừng. Ngọc Không Hầu tay không, nhưng quyền phong và trường ảnh mạnh không kém chu nhan từng chiêu từng thức đều là sát chiêu có thể giết người dư khớp phượng và thanh hư từ đồng thời nhìn về phía đường lệ từ nếu đường lệ từ gia nhập chiến đấu lúc này ngọc không hầu chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu đường lệ từ cười với hai người nhắc tay lên nhưng chỉ đánh cắm vào một cước chủ ý dư khớp phượng vung trường kiếm màu đen thanh hư từ trưởng thành thái cực viên truyền thế Hai người cùng tiến lên ngăn chặn đường lệ từ. Phương Bình trai quạt đỏ lay động, nếu gia nhập chiến cuộc, bất kể phe nào, phe đó sẽ chiến thắng. Nhưng hắn không định gia nhập phe nào, mà mở miệng nói: "Tam ca, năm đó dân ngươi một ly rượu độc, hại ngươi như vậy, đó là lỗi của tiểu đệ, nay đến để xin lỗi ngươi." Hắn chào Chu Nhan và Ngọc không hầu một cái, định rời đi. "Lục đệ, ngươi thiếu ta một ly rượu, đã muốn đi sao?" một giọng nói âm u vang lên, Phương Bình Trai muốn rời đi nhưng bước chân lại dừng, mặt đầy cười khổ, hôm nay hắn đến thật không đúng lúc, mỗi lần muốn đi luôn có người ngăn cản. Chu Nhan và Ngọc Không Hầu nghe thấy giọng nói, bỗng tách ra, mỗi người đứng sang một bên. Ngọc Không Hầu khạc ra một hơi. Đại ca! Ánh mắt của Ngọc Không Hầu từ Phương Bình Trai chuyển sang đường lệ từ. Lục ca, người giúp hắn hay giúp ta? Phương Bình Trai vung quạt đỏ ta chỉ là lỡ đường mà thôi, các người tiếp tục, tiếp tục. Đừng vì ta mà mất hứng. Hắn vòng qua bên cạnh đường lệ từ bước một bước lay động đi về phía trước, đột nhiên trong lối đi ánh sáng chợt lóe, có ánh lửa nhấp nháy. Ngọc không hầu và đường lệ từ cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy nụ cười trên mặt phương bình trai cứng đờ, một chiếc trường kích đặt ở ngực hắn, ép hắn từng bước lùi lại. Chiếc trường kích đã được lau sạch dầu mỡ để tránh dỉ xét, lúc này vì chân khí kịch liệt của người đến lại hừng hực bốc cháy, lưỡi kích lóe lên ánh lửa, người đến tóc rối bời, khí thế kinh người. Chu Nhan, Đường Lệ Từ và Ngọc Không Hầu đều có chút kinh ngạc, theo lẽ thường, hắn đưa Tiết Đào đi phải cao bay xa chạy, sao lại đột ngột quay trở lại? Ngọc Không Hầu đầu tiên thay đổi sắc mặt, người đã làm gì nàng? Phương Bình trai thân hình thoát một cái, thoát khỏi lưỡi nhọn của Chu Nhan từ xa. Dù muốn giết Chu Nhan, nhưng lúc này không thể nào địch lại, ngay cả khi có hai phương bình trai cũng chưa chắc trông đỡ nổi một kích của chu nhan huống chi hắn không có anh em sinh đôi chu nhan không trả lời câu hỏi của ngọc không hầu vung trường kích lên mang theo tiếng gào thét thê lương như sấm sét đánh về phía ngực ngọc không hầu ánh mắt dữ tợn đáng sợ như rơi vào điên cuồng đường lệ từ chợt lóe tránh ra ngọc không hầu ra tay nhanh như chớp chế trụ trường kích nghiêm nghị quát lên người đã làm gì nàng Chu Nhan vẫn không trả lời, mọn lửa trên trường kích từ từ đốt tới ống tay áo của Ngọc Không Hầu. Chu Nhan vận dụng 10 phần chân lực, Ngọc Không Hầu cường lực bám vào, ánh mắt hai người chạm nhau, như giấy lên một trận hỏa hoạn. Hai người không nói thêm lời nào, bỗng như gió lốc, bắt đầu giao đấu. Trường kích rung trời động đất, vách tường xung quanh tan vỡ không ngừng. Ngọc Không Hầu tay không, nhưng quyền phong và trường ảnh mạnh không kém Chu Nhan từng chiêu từng thức đều là sát chiêu có thể giết người dư khớp phượng và thanh hư từ đồng thời nhìn về phía đường lệ từ nếu đường lệ từ gia nhập chiến đấu lúc này ngọc không hầu chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu đường lệ từ cười với hai người nhắc tay lên nhưng chỉ đánh cắm vào một cước chủ ý dư khớp phượng vung trường kiếm màu đen thanh hư từ trưởng thành thái cực viên chuyển thế hai người cùng tiến lên ngăn chặn đường lệ từ Phương Bình Trai quạt đỏ lay động, nếu gia nhập chiến cuộc, bất kể phe nào, phe đó sẽ chiến thắng. Nhưng hắn không định gia nhập phe nào, mà mở miệng nói. Tam ca, năm đó dân ngươi một ly rượu độc, hại ngươi như vậy, đó là lỗi của tiểu đệ, nay đến để xin lỗi ngươi. Hắn chào chu nhan và ngọc không hầu một cái, định rời đi. Lục đệ, ngươi thiếu ta một ly rượu, đã muốn đi sao? Một giọng nói âm u vang lên, Phương Bình Trai muốn rời đi nhưng bước chân lại dừng, mặt đầy cười khổ. Hôm nay hắn đến thật không đúng lúc, mỗi lần muốn đi luôn có người ngăn cản. Chu Nhan và Ngọc Không Hầu nghe thấy giọng nói, bỗng tách ra, mỗi người đứng sang một bên. Ngọc Không Hầu khạc ra một hơi. Đại ca! Ánh mắt của Ngọc Không Hầu từ Phương Bình Trai chuyển sang đường lệ từ. Lục ca, người giúp hắn hay giúp ta? Phương Bình Trai vung quạt đỏ. Ta chỉ là lỡ đường mà thôi, các người tiếp tục tiếp tục đừng vì ta mà mất hứng hắn vòng qua bên cạnh đường lệ từ bước một bước lay động đi về phía trước đột nhiên trong lối đi ánh sáng chợt lóe có ánh lửa nhấp nháy ngọc không hầu và đường lệ từ cùng nhau nhìn lại chỉ thấy nụ cười trên mặt phương bình trai cứng đờ một chiếc trường kích đặt ở ngực hắn ép hắn từng bước lùi lại chiếc trường kích đã được lau sạch dầu mỡ để tránh dỉ xét lúc này vì chân khí kịch liệt của người đến lại hừng hực bốc cháy lưỡi kích lóe lên ánh lửa, người đến tóc rối bời, khí thế kinh người. Chu Nhan, Đường Lệ Từ và Ngọc Không Hầu đều có chút kinh ngạc, theo lẽ thường, hắn đưa Tiết Đào đi phải cao bay xa chạy, sao lại đột ngột quay trở lại? Ngọc Không Hầu đầu tiên thay đổi sắc mặt, người đã làm gì nàng? Phương Bình trai thân hình thoát một cái, thoát khỏi lưỡi nhọn của Chu Nhan từ xa. Dù muốn giết Chu Nhan, nhưng lúc này không thể nào địch lại, ngay cả khi có hai phương bình trai cũng chưa chắc trông đỡ nổi một kích của chu nhan huống chi hắn không có anh em sinh đôi chu nhan không trả lời câu hỏi của ngọc không hầu vung trường kích lên mang theo tiếng gào thét thê lương như sấm sét đánh về phía ngực ngọc không hầu ánh mắt dữ tợn đáng sợ như rơi vào điên cuồng đường lệ từ chợt lóe tránh ra ngọc không hầu ra tay nhanh như chớp chế trụ trường kích nghiêm nghị quát lên người đã làm gì nàng Chu Nhan vẫn không trả lời, mọn lửa trên trường kích từ từ đốt tới ống tay áo của Ngọc Không Hầu. Chu Nhan vận dụng 10 phần chân lực, Ngọc Không Hầu cường lực bám vào, ánh mắt hai người chạm nhau, như giấy lên một trận hỏa hoạn. Hai người không nói thêm lời nào, bỗng như gió lốc, bắt đầu giao đấu. Trường kích rung trời động đất, vách tường xung quanh tan vỡ không ngừng. Ngọc Không Hầu tay không, nhưng quyền phong và trường ảnh mạnh không kém Chu Nhan từng chiêu từng thức đều là sát chiêu có thể giết người dư khớp phượng và thanh hư từ đồng thời nhìn về phía đường lệ từ nếu đường lệ từ gia nhập chiến đấu lúc này ngọc không hầu chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu đường lệ từ cười với hai người nhắc tay lên nhưng chỉ đánh cắm vào một cước chú ý dư khớp phượng vung trường kiếm màu đen thanh hư từ trưởng thành thái cực viên chuyển thế hai người cùng tiến lên ngăn chặn đường lệ từ Phương Bình trai quạt đỏ lay động, nếu gia nhập chiến cuộc, bất kể phe nào, phe đó sẽ chiến thắng. Nhưng hắn không định gia nhập phe nào, mà mở miệng nói: "Tam ca, năm đó dân ngươi một ly rượu độc, hại ngươi như vậy, đó là lỗi của tiểu đệ, nay đến để xin lỗi ngươi." Hắn chào Chu Nhan và Ngọc không hầu một cái, định rời đi. "Lục đệ, ngươi thiếu ta một ly rượu, đã muốn đi sao?" Một giọng nói âm u vang lên. Phương Bình Trai muốn rời đi nhưng bước chân lại dừng, mặt đầy cười khổ. Hôm nay hắn đến thật không đúng lúc, mỗi lần muốn đi luôn có người ngăn cản. Chu Nhan và Ngọc Không Hầu nghe thấy giọng nói, bỗng tách ra, mỗi người đứng sang một bên. Ngọc Không Hầu khạc ra một hơi. Đại ca! Ánh mắt của Ngọc Không Hầu từ Phương Bình Trai chuyển sang đường lệ từ. Lục ca, người giúp hắn hay giúp ta? Phương Bình Trai vung quạt đỏ. Ta chỉ là lỡ đường mà thôi, các người tiếp tục tiếp tục đừng vì ta mà mất hứng hắn vòng qua bên cạnh đường lệ từ bước một bước lay động đi về phía trước đột nhiên trong lối đi ánh sáng chợt lóe có ánh lửa nhấp nháy ngọc không hầu và đường lệ từ cùng nhau nhìn lại chỉ thấy nụ cười trên mặt phương bình trai cứng đờ một chiếc trường kích đặt ở ngực hắn ép hắn từng bước lùi lại chiếc trường kích đã được lau sạch dầu mỡ để tránh rỉ xét lúc này vì chân khí kịch liệt của người đến lại hừng hực bốc cháy lưỡi kích lóe lên ánh lửa, người đến tóc rối bời, khí thế kinh người. Chu Nhan, Đường Lệ Từ và Ngọc Không Hầu đều có chút kinh ngạc, theo lẽ thường, hắn đưa Tiết Đào đi phải cao bay xa chạy, sao lại đột ngột quay trở lại? Ngọc Không Hầu đầu tiên thay đổi sắc mặt, người đã làm gì nàng? Phương Bình trai thân hình thoát một cái, thoát khỏi lưỡi nhọn của Chu Nhan từ xa. Dù muốn giết Chu Nhan, nhưng lúc này không thể nào địch lại, ngay cả khi có hai phương bình trai cũng chưa chắc trông đỡ nổi một kích của Chu Nhan, huống chi hắn không có anh em sinh đôi. Chu Nhan không trả lời câu hỏi của Ngọc Không Hầu, vung trường kích lên, mang theo tiếng gào thét thê lương, như sấm sét đánh về phía ngực Ngọc Không Hầu, ánh mắt dữ tợn đáng sợ, như rơi vào điên cuồng. Đường lệ từ chợt lóe tránh ra, Ngọc Không Hầu ra tay nhanh như chớp, chế trụ trường kích, nghiêm nghị quát lên. Ngươi đã làm gì nàng? Chu Nhan vẫn không trả lời, ngọn lửa trên trường kích từ từ đốt tới ống tay áo của Ngọc Không Hầu. Chu Nhan vận dụng 10 phần chân lực, Ngọc Không Hầu cường lực bám vào, ánh mắt hai người chạm nhau, như giấy lên một trận hỏa hoạn. Hai người không nói thêm lời nào, bỗng như gió lốc, bắt đầu giao đấu. Trường kích rung trời động đất, vách tường xung quanh tan vỡ không ngừng. Ngọc không hầu tay không, nhưng quyền phong và trường ảnh mạnh không kém chu nhan, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu có thể giết người dư khớp phượng và thanh hư từ đồng thời nhìn về phía đường lệ từ nếu đường lệ từ gia nhập chiến đấu lúc này ngọc không hầu chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu đường lệ từ cười với hai người nhắc tay lên nhưng chỉ đánh cắm vào một cước chú ý dư khớp phượng vung trường kiếm màu đen thanh hư từ trưởng thành thái cực viên truyền thế hai người cùng tiến lên ngăn chặn đường lệ từ Phương Bình trai quạt đỏ lay động, nếu gia nhập chiến cuộc, bất kể phe nào, phe đó sẽ chiến thắng. Nhưng hắn không định gia nhập phe nào, mà mở miệng nói: "Tam ca, năm đó dâng ngươi một ly rượu độc, hại ngươi như vậy, đó là lỗi của tiểu đệ, nay đến để xin lỗi ngươi." Hắn chào Chu Nhan và Ngọc Không Hầu một cái, định rời đi. "Lục đệ, ngươi thiếu ta một ly rượu, đã muốn đi sao?" Một giọng nói âm u vang lên. Phương Bình Trai muốn rời đi nhưng bước chân lại dừng, mặt đầy cười khổ. Hôm nay hắn đến thật không đúng lúc, mỗi lần muốn đi luôn có người ngăn cản. Chu Nhan và Ngọc Không Hầu nghe thấy giọng nói, bỗng tách ra, mỗi người đứng sang một bên. Ngọc Không Hầu khạc ra một hơi. Đại ca! Người không biết quý trọng bản thân, lãng phí năng lực của mình, cam chịu làm một kẻ hài hước vô dụng. Phương Bình Trai nghiêng đầu nhìn hắn, Ngọc không hầu với mái tóc đen dài và dáng người thon gọn, trông như một cô gái trẻ tuổi. Ta chỉ muốn nói, cách người ăn mặc thế này, nhìn còn dễ coi hơn nhiều cô nương trẻ đẹp. Tam ca có ở đây không? Nếu có thì nói có, không có thì nói không có. Dù ta có đẹp trai phong độ, ta cũng không có hứng thú với người đẹp. Không có ở đây. Ngọc không hầu xoay người. Hắn đã đưa tiết đào đi rồi. Phương Bình Trai mở to mắt, như nghe chuyện kỳ lạ chưa từng thấy cái gì ngọc không hầu thản nhiên nói hắn đã đưa tiết đào đi phương bình trai kinh ngạc nhìn hắn ngươi cứ để cho hắn đi như vậy sao ngọc không hầu ngẩng đầu lên giọng càng lạnh lùng đúng vậy phương bình trai lẩm bẩm chắc chắn ngươi nhầm lẫn ở đâu đó hắn dùng quạt đỏ gõ vào đầu nếu người không ở đây ta sẽ đi ân cứu mạng lục ca ở đây xin cảm ơn dư khớp phượng và thanh hư tử nghe thấy phương bình trai và ngọc không hầu nói chuyện phương bình trai cũng coi như người quen cũ của dư khớp phượng cười hi hi chào hỏi dư khớp phượng nhưng dư khớp phượng làm như không thấy ngày xưa là kiếm vương hôm nay là thần phục không thể nói chuyện như thường ngày phương bình trai nhìn về phía thanh hư tử vài lần không nhận ra được người này là ai liền giơ cây quạt định xoay người rời đi khi hắn vừa quay người từ bóng tối phía trước lộ ra một chiếc giày giày màu trắng với hoa văn xanh nhạt Phương Bình Trai ho khan một tiếng, suýt sặc, Ngọc Không Hầu xoay người lại, từ bóng tối trước mặt Phương Bình Trai, một người chậm rãi bước ra, mái tóc dài màu bạc, xinh đẹp văn nhã, chính là đường lệ tư. Thẩm lang hồn không có ở bên cạnh hắn, không biết đã lẻn đi đâu. Ánh mắt của Ngọc Không Hầu từ Phương Bình Trai chuyển sang đường lệ tư. Lục ca, người giúp hắn hay giúp ta? Phương Bình Trai vung quạt đỏ. Ta chỉ là lỡ đường mà thôi, các người tiếp tục, tiếp tục đừng vì ta mà mất hứng hắn vòng qua bên cạnh đường lệ từ bước một bước lay động đi về phía trước đột nhiên trong lối đi ánh sáng chợt lóe có ánh lửa nhấp nháy ngọc không hầu và đường lệ từ cùng nhau nhìn lại chỉ thấy nụ cười trên mặt phương bình trai cứng đờ một chiếc trường kích đặt ở ngực hắn ép hắn từng bước lùi lại chiếc trường kích đã được lau sạch dầu mỡ để tránh dỉ xét lúc này vì chân khí kịch liệt của người đến lại hừng hực bốc cháy lưỡi kích lóe lên ánh lửa người đến tóc rối bời, khí thế kinh người. Chu Nhan, Đường Lệ Từ và Ngọc Không Hầu đều có chút kinh ngạc, theo lẽ thường, hắn đưa tiết đào đi phải cao bay xa chạy, sao lại đột ngột quay trở lại. Ngọc Không Hầu đầu tiên thay đổi sắc mặt. Người đã làm gì nàng? Phương Bình Trai thân hình thoát một cái, thoát khỏi lưỡi nhọn của Chu Nhan từ xa. Dù muốn giết Chu Nhan, nhưng lúc này không thể nào địch lại, ngay cả khi có hai phương bình trai cũng chưa chắc trông đỡ nổi một kích của chu nhan huống chi hắn không có anh em sinh đôi chu nhan không trả lời câu hỏi của ngọc không hầu vung trường kích lên mang theo tiếng gào thét thê lương như sấm sét đánh về phía ngực ngọc không hầu ánh mắt dữ tợn đáng sợ như rơi vào điên cuồng đường lệ từ chợt lóe tránh ra ngọc không hầu ra tay nhanh như chớp chế trụ trường kích nghiêm nghị quát lên người đã làm gì nàng Chu Nhan vẫn không trả lời, mọn lửa trên trường kích từ từ đốt tới ống tay áo của Ngọc Không Hầu. Chu Nhan vận dụng 10 phần chân lực, Ngọc Không Hầu cường lực bám vào, ánh mắt hai người chạm nhau, như giấy lên một trận hỏa hoạn. Hai người không nói thêm lời nào, bỗng như gió lốc, bắt đầu giao đấu. Trường kích rung trời động đất, vách tường xung quanh tan vỡ không ngừng. Ngọc Không Hầu tay không, nhưng quyền phong và trường ảnh mạnh không kém Chu Nhan từng chiêu từng thức đều là sát chiêu có thể giết người. Dư Khấp Phượng và Thanh Hư Từ đồng thời nhìn về phía Đường Lệ Từ. Nếu Đường Lệ Từ gia nhập chiến đấu lúc này, Ngọc Không hầu chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Đường Lệ Từ cười với hai người, nhắc tay lên, nhưng chỉ đánh cắm vào một cước chủ ý. Dư Khấp Phượng vung trường kiếm màu đen, Thanh Hư Từ trường thành Thái cực viên chuyển thế. Hai người cùng tiến lên ngăn chặn Đường Lệ Từ phương bình trai quạt đỏ lay động nếu gia nhập chiến cuộc bất kể phe nào phe đó sẽ chiến thắng nhưng hắn không định gia nhập phe nào mà mở miệng nói tam ca năm đó dâng ngươi một ly rượu độc hại ngươi như vậy đó là lỗi của tiểu đệ nay đến để xin lỗi ngươi hắn chào chu nhan và ngọc không hầu một cái định rời đi lục đệ ngươi thiếu ta một ly rượu đã muốn đi sao một giọng nói âm u vang lên Phương Bình Trai muốn rời đi nhưng bước chân lại dừng, mặt đầy cười khổ. Hôm nay hắn đến thật không đúng lúc, mỗi lần muốn đi luôn có người ngăn cản. Chu Nhan và Ngọc Không Hầu nghe thấy giọng nói, bỗng tách ra, mỗi người đứng sang một bên. Ngọc Không Hầu khạc ra một hơi. Đại ca! Ánh mắt của Ngọc Không Hầu từ Phương Bình Trai chuyển sang đường lệ từ. Lục ca, người giúp hắn hay giúp ta? Phương Bình Trai vung quạt đỏ. Ta chỉ là lỡ đường mà thôi, các người tiếp tục tiếp tục đừng vì ta mà mất hứng hắn vòng qua bên cạnh đường lệ từ bước một bước lay động đi về phía trước đột nhiên trong lối đi ánh sáng chợt lóe có ánh lửa nhấp nháy ngọc không hầu và đường lệ từ cùng nhau nhìn lại chỉ thấy nụ cười trên mặt phương bình trai cứng đờ một chiếc trường kích đặt ở ngực hắn ép hắn từng bước lùi lại chiếc trường kích đã được lau sạch dầu mỡ để tránh rỉ xét lúc này vì chân khí kịch liệt của người đến lại hừng hực bốc cháy lưỡi kích lóe lên ánh lửa, người đến tóc rối bời, khí thế kinh người. Chu Nhan, Đường Lệ Từ và Ngọc Không Hầu đều có chút kinh ngạc, theo lẽ thường, hắn đưa Tiết Đào đi phải cao bay xa chạy, sao lại đột ngột quay trở lại? Ngọc Không Hầu đầu tiên thay đổi sắc mặt, người đã làm gì nàng? Phương Bình trai thân hình thoát một cái, thoát khỏi lưỡi nhọn của Chu Nhan từ xa. Dù muốn giết Chu Nhan, nhưng lúc này không thể nào địch lại, ngay cả khi có hai phương bình trai cũng chưa chắc trông đỡ nổi một kích của Chu Nhan, huống chi hắn không có anh em sinh đôi. Chu Nhan không trả lời câu hỏi của Ngọc Không Hầu, vung trường kích lên, mang theo tiếng gào thét thê lương, như sấm sét đánh về phía ngực Ngọc Không Hầu, ánh mắt dữ tợn đáng sợ, như rơi vào điên cuồng. Đường lệ từ chợt lóe tránh ra, Ngọc Không Hầu ra tay nhanh như chớp, chế trụ trường kích, nghiêm nghị quát lên. Ngươi đã làm gì nàng? Chu Nhan vẫn không trả lời, mọn lửa trên trường kích từ từ đốt tới ống tay áo của Ngọc Không Hầu. Chu Nhan vận dụng 10 phần chân lực, Ngọc Không Hầu cường lực bám vào, ánh mắt hai người chạm nhau, như giấy lên một trận hỏa hoạn. Hai người không nói thêm lời nào, bỗng như gió lốc, bắt đầu giao đấu. Trường kích rung trời động đất, vách tường xung quanh tan vỡ không ngừng. Ngọc Không Hầu tay không, nhưng quyền phong và trường ảnh mạnh không kém Chu Nhan từng chiêu từng thức đều là sát chiêu có thể giết người dư khớp phượng và thanh hư từ đồng thời nhìn về phía đường lệ từ nếu đường lệ từ gia nhập chiến đấu lúc này ngọc không hầu chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu đường lệ từ cười với hai người nhắc tay lên nhưng chỉ đánh cắm vào một cước chủ ý dư khớp phượng vung trường kiếm màu đen thanh hư từ trưởng thành thái cực viên truyền thế hai người cùng tiến lên ngăn chặn đường lệ từ Phương Bình trai quạt đỏ lay động, nếu gia nhập chiến cuộc, bất kể phe nào, phe đó sẽ chiến thắng. Nhưng hắn không định gia nhập phe nào, mà mở miệng nói: "Tam ca, năm đó dân ngươi một ly rượu độc, hại ngươi như vậy, đó là lỗi của tiểu đệ, nay đến để xin lỗi ngươi." Hắn chào Chu Nhan và Ngọc Không hầu một cái, định rời đi. "Lục đệ, ngươi thiếu ta một ly rượu, đã muốn đi sao?" Một giọng nói âm u vang lên. Phương Bình Trai muốn rời đi nhưng bước chân lại dừng, mặt đầy cười khổ. Hôm nay hắn đến thật không đúng lúc, mỗi lần muốn đi luôn có người ngăn cản. Chu Nhan và Ngọc Không Hầu nghe thấy giọng nói, bỗng tách ra, mỗi người đứng sang một bên. Ngọc Không Hầu khạc ra một hơi. Đại ca! Ánh mắt của Ngọc Không Hầu từ Phương Bình Trai chuyển sang đường lệ từ. Lục ca, người giúp hắn hay giúp ta? Phương Bình Trai vung quạt đỏ. Ta chỉ là lỡ đường mà thôi, các người tiếp tục tiếp tục đừng vì ta mà mất hứng hắn vòng qua bên cạnh đường lệ từ bước một bước lay động đi về phía trước đột nhiên trong lối đi ánh sáng chợt lóe có ánh lửa nhấp nháy ngọc không hầu và đường lệ từ cùng nhau nhìn lại chỉ thấy nụ cười trên mặt phương bình trai cứng đờ một chiếc trường kích đặt ở ngực hắn ép hắn từng bước lùi lại chiếc trường kích đã được lau sạch dầu mỡ để tránh dỉ xét lúc này vì chân khí kịch liệt của người đến lại hừng hực bốc cháy lưỡi kích lóe lên ánh lửa, người đến tóc rối bời, khí thế kinh người. Chu Nhan, Đường Lệ Từ và Ngọc Không Hầu đều có chút kinh ngạc, theo lẽ thường, hắn đưa Tiết Đào đi phải cao bay xa chạy, sao lại đột ngột quay trở lại? Ngọc Không Hầu đầu tiên thay đổi sắc mặt, người đã làm gì nàng? Phương Bình Trai thân hình thoát một cái, thoát khỏi lưỡi nhọn của Chu Nhan từ xa. Dù muốn giết Chu Nhan, nhưng lúc này không thể nào địch lại, ngay cả khi có hai phương bình trai cũng chưa chắc trông đỡ nổi một kích của chu nhan huống chi hắn không có anh em sinh đôi chu nhan không trả lời câu hỏi của ngọc không hầu vung trường kích lên mang theo tiếng gào thét thê lương như sấm sét đánh về phía ngực ngọc không hầu ánh mắt dữ tợn đáng sợ như rơi vào điên cuồng đường lệ từ chợt lóe tránh ra ngọc không hầu ra tay nhanh như chớp chế trụ trường kích nghiêm nghị quát lên người đã làm gì nàng Chu Nhan vẫn không trả lời, ngọn lửa trên trường kích từ từ đốt tới ống tay áo của Ngọc Không Hầu. Chu Nhan vận dụng 10 phần chân lực, Ngọc Không Hầu cường lực bám vào, ánh mắt hai người chạm nhau, như giấy lên một trận hỏa hoạn. Hai người không nói thêm lời nào, bỗng như gió lốc, bắt đầu giao đấu. Trường kích rung trời động đất, vách tường xung quanh tan vỡ không ngừng. Ngọc Không Hầu tay không, nhưng quyền phong và trường ảnh mạnh không kém Chu Nhan, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu có thể giết người dư khớp phượng và thanh hư từ đồng thời nhìn về phía đường lệ từ nếu đường lệ từ gia nhập chiến đấu lúc này ngọc không hầu chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu đường lệ từ cười với hai người nhắc tay lên nhưng chỉ đánh cắm vào một cước chủ ý dư khớp phượng vung trường kiếm màu đen thanh hư từ trưởng thành thái cực viên truyền thế hai người cùng tiến lên ngăn chặn đường lệ từ phương bình trai quạt đỏ lay động nếu gia nhập chiến cuộc bất kể phe nào phe đó sẽ chiến thắng nhưng hắn không định gia nhập phe nào mà mở miệng nói tam ca năm đó dâng ngươi một ly rượu độc hại ngươi như vậy đó là lỗi của tiểu đệ nay đến để xin lỗi ngươi hắn chào chu nhan và ngọc không hầu một cái định rời đi lục đệ ngươi thiếu ta một ly rượu đã muốn đi sao một giọng nói âm u vang lên Phương Bình Trai muốn rời đi nhưng bước chân lại dừng, mặt đầy cười khổ. Hôm nay hắn đến thật không đúng lúc, mỗi lần muốn đi luôn có người ngăn cản. Chu Nhan và Ngọc Không Hầu nghe thấy giọng nói, bỗng tách ra, mỗi người đứng sang một bên. Ngọc Không Hầu khạc ra một hơi. Đại ca! Ánh mắt của Ngọc Không Hầu từ Phương Bình Trai chuyển sang đường lệ từ. Lục ca, người giúp hắn hay giúp ta? Phương Bình Trai vung quạt đỏ. Ta chỉ là lỡ đường mà thôi, các người tiếp tục tiếp tục. Đừng vì ta mà mất hứng. Hắn vòng qua bên cạnh đường lệ từ bước một bước lay động đi về phía trước, đột nhiên trong lối đi ánh sáng chợt lóe, có ánh lửa nhấp nháy. Ngọc không hầu và đường lệ từ cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy nụ cười trên mặt phương bình trai cứng đờ, một chiếc trường kích đặt ở ngực hắn, ép hắn từng bước lùi lại, chiếc trường kích đã được lau sạch dầu mỡ để tránh gì xét, lúc này vì chân khí kịch liệt của người đến, lại hừng hực bốc cháy lưỡi kích lóe lên ánh lửa, người đến tóc rối bời, khí thế kinh người. Chu Nhan, Đường Lệ Từ và Ngọc Không Hầu đều có chút kinh ngạc, theo lẽ thường, hắn đưa Tiết Đào đi phải cao bay xa chạy, sao lại đột ngột quay trở lại? Ngọc Không Hầu đầu tiên thay đổi sắc mặt, người đã làm gì nàng? Phương Bình trai thân hình thoát một cái, thoát khỏi lưỡi nhọn của Chu Nhan từ xa. Dù muốn giết Chu Nhan, nhưng lúc này không thể nào địch lại, ngay cả khi có hai phương bình trai cũng chưa chắc trông đỡ nổi một kích của chu nhan huống chi hắn không có anh em sinh đôi chu nhan không trả lời câu hỏi của ngọc không hầu vung trường kích lên mang theo tiếng gào thét thê lương như sấm sét đánh về phía ngực ngọc không hầu ánh mắt dữ tợn đáng sợ như rơi vào điên cuồng đường lệ từ chợt lóe tránh ra ngọc không hầu ra tay nhanh như chớp chế trụ trường kích nghiêm nghị quát lên người đã làm gì nàng Chu Nhan vẫn không trả lời, ngọn lửa trên trường kích từ từ đốt tới ống tay áo của Ngọc Không Hầu. Chu Nhan vận dụng 10 phần chân lực, Ngọc Không Hầu cường lực bám vào, ánh mắt hai người chạm nhau, như giấy lên một trận hỏa hoạn. Hai người không nói thêm lời nào, bỗng như gió lốc, bắt đầu giao đấu. Trường kích rung trời động đất, vách tường xung quanh tan vỡ không ngừng. Ngọc Không Hầu tay không, nhưng quyền phong và trường ảnh mạnh không kém Chu Nhan, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu có thể giết người dư khớp phượng và thanh hư từ đồng thời nhìn về phía đường lệ từ nếu đường lệ từ gia nhập chiến đấu lúc này ngọc không hầu chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu đường lệ từ cười với hai người nhắc tay lên nhưng chỉ đánh cắm vào một cước chú ý dư khớp phượng vung trường kiếm màu đen thanh hư từ trưởng thành thái cực viên truyền thế hai người cùng tiến lên ngăn chặn đường lệ từ Phương Bình Trai quạt đỏ lay động, nếu gia nhập chiến cuộc, bất kể phe nào, phe đó sẽ chiến thắng. Nhưng hắn không định gia nhập phe nào, mà mở miệng nói. Tam ca, năm đó dân ngươi một ly rượu độc, hại ngươi như vậy, đó là lỗi của tiểu đệ, nay đến để xin lỗi ngươi. Hắn chào Chu Nhan và Ngọc không hầu một cái, định rời đi. Lục đệ, ngươi thiếu ta một ly rượu, đã muốn đi sao? Một giọng nói âm u vang lên, Phương Bình Trai muốn rời đi nhưng bước chân lại dừng, mặt đầy cười khổ. Hôm nay hắn đến thật không đúng lúc, mỗi lần muốn đi luôn có người ngăn cản. Chu Nhan và Ngọc Không Hầu nghe thấy giọng nói, bỗng tách ra, mỗi người đứng sang một bên. Ngọc Không Hầu khạc ra một hơi. Đại ca! Ánh mắt của Ngọc Không Hầu từ Phương Bình Trai chuyển sang đường lệ từ. Lục ca, người giúp hắn hay giúp ta? Phương Bình Trai vung quạt đỏ. Ta chỉ là lỡ đường mà thôi, các người tiếp tục tiếp tục đừng vì ta mà mất hứng hắn vòng qua bên cạnh đường lệ từ bước một bước lay động đi về phía trước đột nhiên trong lối đi ánh sáng chợt lóe có ánh lửa nhấp nháy ngọc không hầu và đường lệ từ cùng nhau nhìn lại chỉ thấy nụ cười trên mặt phương bình trai cứng đờ một chiếc trường kích đặt ở ngực hắn ép hắn từng bước lùi lại chiếc trường kích đã được lau sạch dầu mỡ để tránh rỉ xét lúc này vì chân khí kịch liệt của người đến lại hừng hực bốc cháy lưỡi kích lóe lên ánh lửa, người đến tóc rối bời, khí thế kinh người. Chu Nhan, Đường Lệ Từ và Ngọc Không Hầu đều có chút kinh ngạc, theo lẽ thường, hắn đưa Tiết Đào đi phải cao bay xa chạy, sao lại đột ngột quay trở lại? Ngọc Không Hầu đầu tiên thay đổi sắc mặt, người đã làm gì nàng? Phương Bình Trai thân hình thoát một cái, thoát khỏi lưỡi nhọn của Chu Nhan từ xa. Dù muốn giết Chu Nhan, nhưng lúc này không thể nào địch lại, ngay cả khi có hai phương bình trai cũng chưa chắc trông đỡ nổi một kích của chu nhan huống chi hắn không có anh em sinh đôi chu nhan không trả lời câu hỏi của ngọc không hầu vung trường kích lên mang theo tiếng gào thét thê lương như sấm sét đánh về phía ngực ngọc không hầu ánh mắt dữ tợn đáng sợ như rơi vào điên cuồng đường lệ từ chợt lóe tránh ra ngọc không hầu ra tay nhanh như chớp chế trụ trường kích nghiêm nghị quát lên người đã làm gì nàng Chu Nhan vẫn không trả lời, ngọn lửa trên trường kích từ từ đốt tới ống tay áo của Ngọc Không Hầu. Chu Nhan vận dụng 10 phần chân lực, Ngọc Không Hầu cường lực bám vào, ánh mắt hai người chạm nhau, như giấy lên một trận hỏa hoạn. Hai người không nói thêm lời nào, bỗng như gió lốc, bắt đầu giao đấu. Trường kích rung trời động đất, vách tường xung quanh tan vỡ không ngừng. Ngọc Không Hầu tay không, nhưng quyền phong và trường ảnh mạnh không kém Chu Nhan, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu có thể giết người dư khớp phượng và thanh hư từ đồng thời nhìn về phía đường lệ từ nếu đường lệ từ gia nhập chiến đấu lúc này ngọc không hầu chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu đường lệ từ cười với hai người nhắc tay lên nhưng chỉ đánh cắm vào một cước chủ ý dư khớp phượng vung trường kiếm màu đen thanh hư từ trưởng thành thái cực viên truyền thế hai người cùng tiến lên ngăn chặn đường lệ từ Phương Bình trai quạt đỏ lay động, nếu gia nhập chiến cuộc, bất kể phe nào, phe đó sẽ chiến thắng. Nhưng hắn không định gia nhập phe nào, mà mở miệng nói: "Tam ca, năm đó dân ngươi một ly rượu độc, hại ngươi như vậy, đó là lỗi của tiểu đệ, nay đến để xin lỗi ngươi." Hắn chào Chu Nhan và Ngọc không hầu một cái, định rời đi. "Lục đệ, ngươi thiếu ta một ly rượu, đã muốn đi sao?" Một giọng nói âm u vang lên. Phương Bình Trai muốn rời đi nhưng bước chân lại dừng, mặt đầy cười khổ, hôm nay hắn đến thật không đúng lúc, mỗi lần muốn đi luôn có người ngăn cản. Chu Nhan và Ngọc Không Hầu nghe thấy giọng nói, bỗng tách ra, mỗi người đứng sang một bên. Ngọc Không Hầu khạc ra một hơi. Đại ca! Ánh mắt của Ngọc Không Hầu từ Phương Bình Trai chuyển sang đường lệ từ. Lục ca, người giúp hắn hay giúp ta? Phương Bình Trai vung quạt đỏ. Ta chỉ là lỡ đường mà thôi, các người tiếp tục tiếp tục đừng vì ta mà mất hứng hắn vòng qua bên cạnh đường lệ từ bước một bước lay động đi về phía trước đột nhiên trong lối đi ánh sáng chợt lóe có ánh lửa nhấp nháy ngọc không hầu và đường lệ từ cùng nhau nhìn lại chỉ thấy nụ cười trên mặt phương bình trai cứng đờ một chiếc trường kích đặt ở ngực hắn ép hắn từng bước lùi lại chiếc trường kích đã được lau sạch dầu mỡ để tránh dỉ xét lúc này vì chân khí kịch liệt của người đến lại hừng hực bốc cháy lưỡi kích lóe lên ánh lửa, người đến tóc rối bời, khí thế kinh người. Chu Nhan, Đường Lệ Từ và Ngọc Không Hầu đều có chút kinh ngạc, theo lẽ thường, hắn đưa Tiết Đào đi phải cao bay xa chạy, sao lại đột ngột quay trở lại? Ngọc Không Hầu đầu tiên thay đổi sắc mặt, người đã làm gì nàng? Phương Bình trai thân hình thoát một cái, thoát khỏi lưỡi nhọn của Chu Nhan từ xa. Dù muốn giết Chu Nhan, nhưng lúc này không thể nào địch lại, ngay cả khi có hai phương bình trai cũng chưa chắc trông đỡ nổi một kích của chu nhan huống chi hắn không có anh em sinh đôi chu nhan không trả lời câu hỏi của ngọc không hầu vung trường kích lên mang theo tiếng gào thét thê lương như sấm sét đánh về phía ngực ngọc không hầu ánh mắt dữ tợn đáng sợ như rơi vào điên cuồng đường lệ từ chợt lóe tránh ra ngọc không hầu ra tay nhanh như chớp chế trụ trường kích nghiêm nghị quát lên người đã làm gì nàng Chu Nhan vẫn không trả lời, ngọn lửa trên trường kích từ từ đốt tới ống tay áo của Ngọc Không Hầu. Chu Nhan vận dụng 10 phần chân lực, Ngọc Không Hầu cường lực bám vào, ánh mắt hai người chạm nhau, như giấy lên một trận hỏa hoạn. Hai người không nói thêm lời nào, bỗng như gió lốc, bắt đầu giao đấu. Trường kích rung trời động đất, vách tường xung quanh tan vỡ không ngừng. Ngọc Không Hầu tay không, nhưng quyền phong và trường ảnh mạnh không kém Chu Nhan, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu có thể giết người dư khớp phượng và thanh hư từ đồng thời nhìn về phía đường lệ từ nếu đường lệ từ gia nhập chiến đấu lúc này ngọc không hầu chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu đường lệ từ cười với hai người nhắc tay lên nhưng chỉ đánh cắm vào một cước chú ý dư khớp phượng vung trường kiếm màu đen thanh hư từ trưởng thành thái cực viên chuyển thế hai người cùng tiến lên ngăn chặn đường lệ từ chiếc quạt đỏ của Phương Bình Trai lay động nhẹ nhàng. Nếu hắn gia nhập cuộc chiến, bất kể gia nhập phe nào, thì phe đó sẽ chiến thắng. Nhưng hắn hiển nhiên không có ý định gia nhập bất kỳ phe nào. Hắn mở miệng nói. Tam ca, năm đó kính ngươi một ly độc tửu, hại ngươi như vậy, đó là tiểu đệ không đúng, xin cho phép tiểu đệ bồi tội. Hắn cúi chào chiến cuộc giữa Chu Nhan và Ngọc Không Hầu, rồi nhẹ nhàng định rời đi. Lục đệ, ngươi thiếu ta một ly rượu, muốn đi như vậy sao? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Phương Bình Trai muốn rời đi nhưng lại dừng bước, mặt đầy cười khổ. Hôm nay thật không phải lúc để hắn đến đây, mỗi lần muốn đi luôn có người ngăn cản. Chu Nhan và Ngọc không hầu nghe thấy giọng nói, bỗng nhiên tách ra, mỗi người lùi về một phía. Ngọc không hầu thở mạnh một hơi. Đại ca! Từ trong bóng tối, một người mặc áo đen theo hoa mẫu đơn từ từ tiến tới, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, chính là quỷ mẫu đan. Đến đây, bốn người trong thất hoa vân hành khách đã tụ họp, ngoài mai hoa dịch sổ ra, những người còn sống đều đã có mặt. Phương Bình Trai từ từ lùi lại, quỷ mẫu đan từ từ tiến tới, tay hắn kéo theo một vật, đó là một con dê núi chết, không biết hắn bắt được từ trên núi hay từ trong chân. Người tự mình đến vọng đình Sơn Trang, nếu ta không giữ người lại, vậy thật có lỗi với danh hiệu một khuyết âm dương của ta, quỷ mẫu đan, đứng đầu thất hoa vân hành khách. Quỷ mẫu đan âm trầm nói. Hôm nay mọi người đều có mặt, ta sẽ nói rõ. Lục đệ, tối nay ta muốn giết đường lệ từ, nếu ngươi ra tay giúp đỡ, ly rượu mà ngươi thiếu ta sẽ giữ lại, nếu ngươi ngăn cản, hắc hắc. Ly rượu đó ta sẽ coi như cho cho ăn, từ nay về sau, ngươi cút ra khỏi thất hoa vân, ta và ngươi cắt đứt nghĩa tình, ngày sau gặp lại, ta sẽ không nương tay. Hắn nói xong, thân hình chớp động, lao thẳng tới chiến cuộc của đường lệ từ cùng dư khớp phượng thanh hư tử ngọc không hầu với ánh mắt đầy sát khí nhìn chu nhan trong lòng hắn đã có phần đoán được kết quả mà chu nhan đã làm với tiết đào với tài năng kiêu hùng của hắn sau một trận kinh hoàng thương tâm hắn đã dần chấn tĩnh quỷ mẫu đan lao tới đường lệ từ cuộc chiến bị chiếm đoạt đường lệ từ so với dư khớp phượng và thanh hư tử rõ ràng thắng thế nhưng khi thêm quỷ mẫu đan vào thì hơi yếu đi một chút nếu hắn cứ đánh như vậy sau ngàn chiêu tất nhiên sẽ bại nhưng đường lệ từ hiển nhiên không tuân theo kế hoạch của hắn mục đích của đường lệ từ rất rõ ràng sau khi cứu thẩm lang hồn hắn không rời đi mạo hiểm đi sâu vào nhất định là chưa thấy a thuy nếu hắn vào tìm người chưa chắc sẽ cam tâm với cuộc chiến ba người kia mặc dù thắng hắn một nước nhưng không ngăn được hắn một khi Đường Lệ Từ hôm nay nghênh ngang rời đi, sau này khó mà tìm được cơ hội tương tự. Ngọc Không hầu nhanh chóng tỉnh táo lại, quan sát từng động tác của Chu Nhan, đồng thời quan sát biến hóa thân hình của Đường Lệ Từ, chuẩn bị ra tay giết người bất cứ lúc nào. Phương Bình trai nghe Quỷ Mẫu Đan nói, thở dài, tình anh em gì chứ, hắn đã vứt bỏ từ 10 năm trước, nhưng nghe những lời này, tựa hồ Quỷ Mẫu Đan và Ngọc Không hầu còn có chút tình huynh đệ với hắn tay vẫn cầm quạt đỏ lắc nhẹ nhàng nhưng trong lòng hắn có chút ảm đạm cuộc sống hăm hở đã quá xa vời với hắn hắn bây giờ thật sự muốn gì ngay cả chính hắn cũng không rõ chỉ có một điều rất rõ ràng đó là hắn muốn giết chu nhan hắn nhìn người đàn ông vĩ đại đứng bên cạnh cầm kích trước khi chu nhan gia nhập thất hoa vân hành khách hắn cùng nhị ca tứ ca ngũ ca được gọi là gió chăng bốn khách khi đó họ thực sự tiêu giao giang hồ, ngâm thơ và uống rượu. Khi đó hắn là lão tứ, tuổi còn rất trẻ, giang hồ cũng không tịch mịch. Hắn thường dạo chơi giang hồ nửa năm rồi về nhà một chuyến, hỏi thăm sức khỏe mẹ quê quán. Theo danh tiếng của Gió Trăng Bốn Khách, ngày càng lớn, dần dần thu nạp thất đệ và đại ca, người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt, hắn cũng một mực hưởng thụ trong đó nhưng thất đệ mang đến người biểu muội xinh đẹp tiết đào cô ấy xinh đẹp thuần khiết và hiền lành rất ít người đàn ông nào không thích một người phụ nữ như vậy nàng đã gặp phải chu nhan người có võ công tuyệt luân và tính tình lạnh lùng kỳ lạ chu nhan gia nhập thất hoa vân hành khách đứng hàng thứ ba còn hắn trở thành lục đệ sự thay đổi này không làm hắn quá buồn nhưng từ đáy lòng hắn rất ghét chu nhan người luôn tự coi mình là trung tâm và kỳ lạ ngay từ đầu đã mang lại cho hắn cảm giác bất an năm đó tất hoa vân hành khách thành danh bảy người hẹn nhau đến quê nhà của hắn ở mây trắng câu để ngắm hoa sau khi uống rượu tất cả đều đi ngủ hắn say rượu nhưng lại tỉnh sớm và nửa đêm khi tỉnh dậy hắn thấy chu nhan với lưỡi kiếm nhỏ máu lạnh lùng đứng ngoài nhà ngắm trăng hắn hỏi chu nhan đã xảy ra chuyện gì năm đó Chu Nhan luyện kiếm dài tám thước, nhưng không dễ rút kiếm. Đêm đó, kiếm không chỉ được rút ra mà còn nhỏ máu, điều này không phải chuyện tầm thường. Khi hỏi, Phương Bình Trai lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi sợ hãi. Chu Nhan trả lời rất bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy có ẩn chứa sự hưng phấn. Hắn nói rằng khi uống rượu ngắm hoa, hắn đột nhiên ngộ ra một chiêu kiếm pháp. Hắn không hỏi đó là chiêu kiếm pháp gì, chỉ hỏi là nhà nào chấm chu nhan chỉ kiếm ra ngoài nhà hắn đã tàn sát cả gia đình ngô lão bá chỉ vì ngộ ra một chiêu kiếm pháp từ đêm đó hắn quyết định phải giết chu nhan chu nhan thực sự rất mạnh hắn là một thiên tài võ công trong mắt chu nhan ngoài võ công và tiết đào mọi thứ khác đều trống rỗng chính sự chuyên tâm này đã giúp hắn luyện thành võ công gần như không thể tưởng tượng nổi nhưng cái giá phải trả rất đáng sợ nhiều mạng người vô tội đã chết dưới tay chu nhan và hắn chưa bao giờ cảm thấy mình sai trên đời có những người như chu nhan là một kỳ tích nhưng kỳ tích này đến đâu xác chết chất đống đến đó chu nhan toàn thân rung lên nhẹ nhẹ trên người hắn xuất hiện một tầng khí đen kỳ dị sắc mặt dần trở nên đen tối khí độc của yêu quái từ từ chuyển đến tay hắn sau đó lan đến lưỡi kiếm hắn muốn giết ngọc không hầu trong khi ngọc không hầu đang tính toán làm sao dẫn dắt chu nhan giết đường lệ từ mọi người đều đang tự tính toán cho mình từ cường địch bạn thân đến anh em đều chỉ còn lại một câu nói đó chính là sinh tử chấm đường lệ từ uyển truyền như tiên giữa vòng vây của dư khớp phượng thanh hư tử và quỷ mẫu đan vẫn giữ được dáng vẻ tiêu sái nhưng kiếm gió của dư khớp phượng ngày càng mạnh thanh hư tử vỗ lên với lực càng ngày càng mạnh mẽ quỷ mẫu đan chỉ đánh đùa mà không dùng hết sức nếu đánh lâu hắn chắc chắn sẽ không địch lại nhất là khi phía sau còn có ngọc không hầu đang nhìn chằm chằm tôi đã dịch và chỉnh sửa đoạn văn cho bạn bạn có muốn tiếp tục với đoạn tiếp theo không hãy tiếp tục dịch và chỉnh sửa cho đến hết chúng ta sẽ tiếp tục dịch và chỉnh sửa đoạn văn tiếp theo làm thế nào mới có thể chiến thắng đường lệ từ vừa chống đỡ vừa quan sát thất hoa vân hành khách có bốn người ở đây hắn không thể chiến thắng hoàn toàn nhưng cũng không thể ra đi tay không ít nhất phải biết tung tích của a thùy ánh mắt hắn bắt gặp phương bình trai đang đứng một bên cầm quạt thần sắc bối rối đường lệ từ bay lên lui về phía sau trong chớp mắt đã đến bên cạnh phương bình trai phương bình trai hơn nửa tâm trí vẫn còn để ý đến chu nhan không có định ý với đường lệ từ cũng không có phòng bị gì khi đường lệ từ đột nhiên lui về phía hắn phương bình trai không kịp phản ứng nhanh chóng thay đổi suy nghĩ giả vờ không kịp phòng bị bị bắt anh nghe đường lệ từ nhẹ nhàng cười, như thể khinh thường mánh khóe giả bộ từ chối của anh. Hai người xoay lại, quỷ mẫu đan và ngọc không hầu cũng kinh ngạc. Đường lệ từ tay vững vàng nắm lấy cổ phương bình trai, máu tươi chảy xuống cổ. Đào cô nương, người chỉ cần động đậy một chút, ta sẽ bẻ gãy một đoạn xương của hắn, người nói một câu, ta sẽ bẻ gãy cổ hắn. Ngọc không hầu mặt biến sắc, cơn giận bùng lên, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Chu nhan đã phát huy yêu quái thổ châu khí đến mức tối đa ngọc không hầu tâm thần rối loạn chu nhan hét lớn vùng trường kích một đòn vô cùng mạnh mẽ ngọc không hầu lào đảo tránh chu nhan nhanh chóng đuổi theo với kỹ năng kết hợp giữa côn thuật và thương pháp khí thế vô cùng hùng mạnh sau khi uống tinh quỷ cửu tâm hoàn chân lực của ngọc không hầu mạnh lên gấp đôi nhưng trước uy thế của chu nhan vẫn thấy kém trong lòng Ngọc không hầu đầy hận thù, đường lệ từ lên tiếng khiêu khích, làm hắn lộ ra sơ hở, dẫn chu nhan tấn công, khiến hắn khôn đốn không chịu nổi. Mặc dù lúc này người ra tay là chu nhan, nhưng kẻ đầu sỏ chính là đường lệ tư. Đường lệ từ thấy chu nhan và Ngọc không hầu giao đấu, liền nhướng mày, nhìn quỷ mẫu đan và ba người khác, mỉm cười nói. Người có muốn mạng hắn không? Hắn lắc lắc phương bình chai, dùng anh ta làm bia đỡ đạn, bất kể là kiếm của dư khấp phượng hay trường của thanh hư tử tấn công tới, hắn đều dùng phương bình trai để chắn. Quỷ hỗ đan giận dữ nhìn phương bình trai, người đang bối rối không biết làm gì. Ngón tay của đường lệ từ bóp chặt cổ họng anh ta đau điếng, trong bụng anh ta bắt đầu hối hận vì đã trêu chọc tên ôn thần này. Khi kiếm của dư khấp phượng đâm tới, anh ta chỉ có thể làm bia đỡ kiếm thật sự. Thả lục đệ. Quỷ gỗ đan nghiêm giọng Thả lục đệ, ta sẽ để ngươi ra ngoài. Khuôn mặt của đường lệ từ vốn hơi tiêu tụy, nhưng lúc này lại trở nên rạng rỡ má đỏ ửng xinh đẹp tuyệt vời. Ta muốn nói một câu với thanh hư tử. Quỷ mẫu đan cười nhạt. Các ngươi không quen biết, tại sao hắn lại muốn nói chuyện với ngươi? Đường lệ từ cười đáp. Ta chỉ cần nói một câu với hắn, sau khi nói xong, ta sẽ đi ngay. Quỷ mẫu đan nhìn ngón tay của đường lệ từ món tay trắng như tuyết xinh đẹp đang bóp chặt cổ họng phương bình trai mặt anh ta tím tái chỉ cần đường lệ từ bóp thêm một chút vị tiêu giao giang hồ này sẽ mất mạng thanh hư tử đi nói một câu với hắn quỷ hữu đan trong lòng đầy giận dữ nhưng không đành lòng nhìn phương bình trai chết tại chỗ hắn còn kỳ vọng vào phương bình trai hơn nữa tình nghĩa anh em trong thất hoa vân hành khách mười mấy năm không phải là giả dối anh em dù sao cũng là anh em mình có thể tự tay giết, nhưng không thể để người khác động thủ. Thanh hư tử mặc áo đen che mặt, chậm rãi tiến lên, từng bước cẩn thận. Đường lệ từ kéo phương bình trai tiến lên một bước, thấp giọng nói gì đó. Thanh hư tử ngẩn ra, đường lệ từ cười với hắn, rồi. Đùng. Một tiếng, mấy chục đạo trường ảnh lao tới, thanh hư tử hét lên một tiếng, bị đánh bay ra, trước ngực trúng một trường, máu tươi phun ra, ngã gục trên đất quỷ mẫu đan và dư khớp phượng kinh ngạc không ngờ đường lệ từ lại dám ra tay vào lúc này dư khớp phượng cầm kiếm muốn đuổi theo nhưng đường lệ từ đã kéo phương bình trai lui vào đường hầm quỷ mẫu đan giận dữ quát không cần đuổi theo trở lại cho ta thanh hư tử không ngừng ho khan hộp máu dư khớp phượng lạnh lùng đứng bên cạnh dường như rất thích thú trước sự đau khổ của người khác mới đây thẩm lang hồn một trọi hai đánh chúng sát chiêu vào thanh hư tử đường lệ từ sông vào lối đi ngoài việc tìm a thùy còn cố ý báo thù cho thẩm lang hồn khi đối mặt với địch thủ mạnh mẽ từ bốn phía đường lệ từ không chiếm được thượng phong nhưng vẫn có thể làm địch thủ bị thương quỷ mẫu đan nhìn thấy chu nhan và ngọc không hầu đang chiến đấu ác liệt lửa giận trong lòng càng bùng lên liền hét lớn rút đao bổ về phía chu nhan ngọc không hầu tay không dần dần rơi vào thế hạ phong trước trường kích của chu nhan Khí độc của yêu quái thật đáng sợ, hắn cũng không dám chủ quan. Đường Lệ từ giữa phương bình trai phiêu nhiên rời đi, dù nhìn thấy cảnh tượng, hắn cũng không phân tâm. Quỷ Mẫu đan bổ một đao, hắn hét lớn một tiếng, trường ảnh bùng nổ, 33 trường liên tục chém vào cổ Chu Nhan. Chu Nhan dùng trường kích đỡ, ánh sáng lưỡi kiếm như tuyết, khí độc của yêu quái bùng nổ, chỉ nghe những tiếng nổ liên tiếp quỷ mẫu đan và ngọc không hầu cùng bị chấn động lùi lại, khóe miệng trào máu. Chu nhan với trường kích vẫn huy phong lẫm liệt, nhưng một cánh tay cầm kích của hắn đã bị một đao của quỷ mẫu đan chém rách. Còn trường của ngọc không hầu không hề vô dụng, để lại trên cổ chu nhan một dấu ấn đỏ tươi. Nhưng hắn vẫn đứng vững, giận dữ như một chiến thần lửa, không bao giờ gục ngã. Ngọc không hầu che miệng ho khan, cuối cùng có cơ hội hỏi lại ngươi đã làm gì nàng Chu nhan quay đầu ánh sáng lưỡi kiếm như tuyết hướng về ngọc không hầu nàng chết rồi ngọc không hầu ho khan hai tiếng ói ra một ngụm máu tươi chết thế nào ở bên ngươi nàng làm sao chết được Chu nhan nghiêm nghị nói ta giết nàng đường lệ từ kéo phương bình trai rốt lui khỏi vọng đình sơn trang bên ngoài trời đã sáng gió mây thổi nhẹ khi đường lệ từ ra ngoài một người từ cách đó không xa trên cây lao ra cả người ướt nhẹp, mơ hồ có một ít băng vụn, chính là thẩm lang hồn. Khi đường lệ từ đấu với mấy người ở phong lưu điếm, thẩm lang hồn đã lặng lẽ lèn vào từ một con đường khác, thám hiểm quanh vọng đỉnh Sơn Trang, không thấy bóng dáng A Thủy, liền từ lối đi thủy lao bỏ ra, chờ đường lệ từ bên ngoài. Lúc này thấy đường lệ từ không chỉ trở về toàn thân, mà còn bắt theo một người, thẩm lang hồn ngẩn ra, thấy đó là Phương Bình Trai, xì một tiếng, Đường lệ từ thả phương bình trai, anh ta bưng lấy vết thương trên cổ, lắc đầu. Người thận vô lương tâm, ta giúp người thoát thân, người lại gây cho ta năm vết thương. Gây thương tích cho ta thì thôi, người còn bôi chút độc dược lên ngón tay, khiến ta suýt nữa có vết sẹo, hại thân thể và tổn thương tâm linh ta. Người kiêu ngạo, tự phụ, cuồng vọng, xảo quyệt vô lương tâm, không ngạc nhiên khi sư phụ ta luôn căm hận ngươi, không quên được ngươi. Đường lệ từ ôn tồn nói. Ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi không nên cảm kích ta sao? Phương Bình Trai chỉ vào mũi hắn. Ngươi ngươi, ngươi cứu ta ra ngoài. Ta có tay có chân, không tàn tật. Ta muốn đi ngang, đi dọc, quỳ, bò, đi thế nào cũng được. Ngươi làm sao thấy rằng ngươi cứu ta? Đường lệ từ giữ lấy tay chỉ mũi của hắn. Không có ta, hôm nay ngươi còn khó ra khỏi vọng đình sơn trang hơn ta. Phương Bình Trai thở dài nhưng ngươi không thể nhận hết công lao về mình, chẳng lẽ ta không cứu được ngươi ra? Ta ở lại vọng đình Sơn Trang sẽ không chết, nhưng ngươi chắc chắn chết, từ điểm đó mà nói, ngươi cứu ta một lần, nhưng ta cứu ngươi một mạng. Ngươi là chủ nhân vạn khiếu trai, nghĩa tử của quốc trượng, nghĩa huynh của Vân Phi, mạng ngươi khác với mạng người khác, ngươi mang vàng bạc kim loại, sau lưng có thiên điều tường lân bay phượng, cho nên... Đường lệ tư cười, chậm rãi buông tay hắn ra. Cho nên... Phương Bình Trai mở rộng quạt, đưa ra trước mặt hắn. Đưa đây. Đường lệ từ ngạc nhiên. Cái gì? Phương Bình Trai nghiêm trang nói. Đương nhiên là bạc, cứu ngươi một mạng, chẳng lẽ không đáng giá vạn lượng bạc. Ta bây giờ thiếu tiền, rất nghèo khó, ngươi thiếu tình nghĩa của ta, lại là đại hiệp, lẽ ra cướp của người giàu giúp người nghèo, nên đưa tiền đây. Thẩm lăng hồn bật cười, đường lệ từ giơ tay vuốt tóc xám. Ta cho ngươi một câu nói. Phương Bình Trai nghe vậy, lập tức muốn tránh xa. Mới đây, đường lệ từ nói. Một câu nói. Với thanh hư tử, khiến hắn bị trọng thương ngã xuống đất. Anh ta không muốn nghe những lời này nữa. Đường lệ từ thấy anh ta bỏ trốn, khẽ mỉm cười. Dưới chân núi Phượng Minh, trong cốc gà hợp, có một trang viện. Phương Bình Trai ừ một tiếng. Ngươi. Đường lệ từ cười. Trang viện chu vi mười dặm, có ruộng đất, rừng cây ăn trái, con sông, giếng nước đủ để tự cấp tự túc. Phương Bình Trai quạt quạt đi hai bước. Sau đó, đường lệ từ nói. Sau đó, trong giang hồ mênh mông, rất ít người có thể tìm thấy các ngươi, trừ khi ta tiết lộ. Phương Bình Trai lại ừ một tiếng. Rất tốt, ân huệ này ta nhận lấy, giang hồ vô biên, hữu duyên sẽ gặp lại. Hắn giơ cây quạt, tiêu sái rời đi. Chiếc quạt đỏ, trong rừng núi mùa đông hiện lên rõ ràng gió tây thổi tuyết mỏng, chiếc quạt đỏ của hắn lay động vô cùng tiêu sái. Người giang hồ, được giang hồ, có mấy người được tiêu sái như hắn. Đường lệ từ nhìn theo bóng lưng phương bình trai. Ngươi không hỏi hắn tung tích của liễu nhãn. Thẩm lăng hồn thản nhiên đáp. Hắn sẽ không nói. Đường lệ từ cười. Lần sau nếu thấy liễu nhãn, ngươi vẫn quyết giết hắn. Thẩm lăng hồn thản nhiên đáp. Giết vợ thù, không đổi trời chung. Đường lệ từ truyền đề tài. A Thùy không có ở vọng đình sơn trang. Thẩm Lang Hồn lắc đầu, giơ lên một mảnh áo rách. Ta phát hiện mảnh áo của nàng ở cửa ra, nàng hẳn đã trở về. Đường Lệ từ ngừng đầu, ánh mặt trời bắt đầu rạng. Người thiếu ta một đao. Thẩm Lang Hồn ừ một tiếng, nhìn ra mảnh núi rừng. Ta có thể bắn mạng vì một đao đó, cho đến khi người cảm thấy đủ mới thôi. Đường Lệ từ chậm rãi hỏi. Một đao đó không thể dành cho Liễu Nhãn một đao. Thẩm lăng hồn không nhìn hắn, vẫn thản nhiên đáp. Không thể. Đường lệ từ lại hỏi. Cộng thêm châm xuân sơn mỹ nhân cũng không thể. Thẩm lăng hồn nói. Không thể. Đường lệ từ rời ánh mắt, nhìn mảnh núi rừng thẩm lang hồn đang nhìn. Luôn có lúc người cảm thấy có thể. Thẩm lăng hồn cười lạnh. Với lưu nhán, người thật sự không bao giờ từ bỏ ý định. Hai người nghỉ ngơi một lúc, rồi nhanh chóng mở thân pháp, quay lại cưỡi gió chân. Uyển Úc Nguyệt đán giả vừa ngủ đã tỉnh, Ngọc Đoàn Nhi vẫn chưa ngủ. Thương thế của Tiết Đào trở nên nghiêm trọng, khi trời sáng, hô hấp của nàng đã nhiều lần ngừng lại. Ngọc Đoàn Nhi và Lâm Bô lo lắng nhìn nàng, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, đường lệ từ và thầm lang hồn trở lại. Đường công tử. Uyển Úc Nguyệt đán nghe tiếng chân liền biết đường lệ từ trở lại. Trở lui toàn thân. Đường lệ từ mỉm cười. Dĩ nhiên. Vị cô nương này là? Ngọc Đoàn Nhi nhanh chóng đáp. Nàng là Tiết Đào, là vợ của Ngọc Không Hầu. Đường lệ từ nhìn vết thương ở ngực Tiết Đào. Bị thương quá nặng, sẽ không ổn. Ngọc Đoàn Nhi ngạc nhiên, nàng mong đợi đường lệ từ trở lại cứu người. Nhưng hắn lại nói một câu. Sẽ không ổn. Nàng bật khóc. Người sao có thể như vậy? Nàng sẽ ổn, nàng sẽ trở lại với người nàng yêu, nàng sẽ không chết. Lâm bô cười khổ huyền úc nguyệt đán thở dài tình hình ở vọng đình sơn trang thế nào đường lệ tự như không nghe lời ngọc đoàn nhi ôn hòa mỉm cười ta thấy hơn phân nửa sẽ lưỡng bại câu thương nhưng tiếc là không thấy được kết cục huyền úc nguyệt đán lắc đầu ôm đầu gối nàng muốn trở về ở bên ngọc không hầu có lẽ chúng ta sai rồi không nên cứu nàng ra đường lệ từ ánh mắt lưu luyến nhìn vào mắt huyền úc nguyệt đán lạnh như băng ngươi luôn là người ôn nhu Huyền Úc Nguyệt Đán lại lắc đầu. Ta để Chu Nhan trở lại cứu Tiết Đào, hy vọng hắn không bị Ngọc Không Hầu lợi dụng vì tình cảm, nhưng không ngờ. Ta không phải cứu Chu Nhan, mà là hại Tiết Đào. Hắn nhìn về phía đường lệ từ, ánh mắt xuyên qua thân thể đường lệ từ, như thấy điều gì đó. Chu Nhan không cứu, Tiết Đào vì vậy mất mạng, duy nhất được cứu. Là Ngọc Không Hầu. Tay đường lệ từ đặt lên vai hắn, giọng nói lạnh lùng như trước không ai có thể tính toán hết mọi việc người đã hết sức không có sai huyền úc nguyệt đán cười dù chuyện không như mong muốn người vẫn cho rằng hết sức không có sai đường lệ từ nắm vai hắn xương cốt huyền úc nguyệt đán thanh tú bị nắm chặt toàn thân thoáng động chỉ nghe đường lệ từ nói người không thể hoài nghi chính mình giọng hắn lạnh lùng cứng rắn huyền úc nguyệt đán mỉm cười an ủi thì ra người cũng biết an ủi người khác đường lệ từ hơi ngẩn ra tay càng siết chặt, Huyền Úc Nguyệt Đán kêu lên một tiếng. "Ai yêu?" rồi cũng cười, "Ngươi yên tâm, ta không sao, chuyện sai ta đã làm rất nhiều, tiếc nuối cũng nhiều, tỉnh lại ta cũng đã tỉnh, nên ta không sao." Đường Lệ từ buông vai hắn, thản nhiên nói, "Ta chưa bao giờ nhận sai." Huyền Úc Nguyệt Đán thở dài, "Ngươi quá kiêu ngạo." Lạch gạch, một tiếng, cửa phòng mở ra, A Thùy bước ra ngoài, sau khi đã rửa mặt, chải đầu xong xuôi. Nàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Tiết Đào đầu tiên, động tác đẩy cửa liền cứng lại. A Thùy tỷ, Ngọc Đoàn Nhi hô lên một tiếng, so với nghe Uyển Úc Nguyệt đán và đường lệ từ đối thoại mờ mịt, nàng thích nhìn thấy A Thùy hơn. Thấy A Thùy sắc mặt không tốt, nàng ngẩn ra, theo ánh mắt nhìn về Tiết Đào. Tiết Đào ho khan không thành tiếng, máu từ miệng nàng chảy ra, nhưng không đủ lực để ho ra thành tiếng, hơi thở mắc kẹt trong cổ họng run lên một cái, mặt nàng lập tức tím tái. Vết tím kéo dài sinh mạng của nàng suốt đêm, tim phổi bị trường kích xuyên thấu, giờ đây đột nhiên suy kiệt, tiếng thở trong cổ họng càng lúc càng yếu ớt, nhưng vẫn không ngừng lại. Nàng không muốn chết, nàng muốn ở bên ngọc không hầu, muốn ở bên hắn suốt đời, bất kể hắn tốt hay xấu, là chính nhân quân tử hay tiểu nhân hèn hạ, là anh hùng trăm đời hay kẻ xấu vạn năm nàng muốn ở bên hắn đến cuối cùng nàng không hề muốn chết nàng còn có ràng buộc và mong đợi nàng không thể chết như vậy nàng chưa từng nói với ngọc không hầu rằng nàng nguyện ý ở lại bên hắn chưa từng nói với hắn rằng nàng đã quên chu nhan những lời đó đều là giả nàng thật sự đã quên chu nhan nàng là một người phụ nữ hèn hạ ngọc đoàn nhi lâm bô a thùy đường lệ từ và uyên úc nguyệt đán đều im lặng nghe tiết đào nghẹn ngào trong cổ họng, mỗi tiếng đều yếu ớt, nhưng nàng không ngừng, một tiếng lại một tiếng, không biết sẽ dẫy dụa đến bao giờ. Sắc mặt Ngọc Đoàn Nhi trở nên rất tái nhợt, âm thanh ấy quá tàn nhẫn, nghe còn thống khổ hơn cả người chết. Nàng quá trẻ để biết cách chịu đựng. Ta, ta muốn ra ngoài. Lâm Bô gật đầu. Ta sẽ đi cùng ngươi. Ngọc Đoàn Nhi kéo tay Lâm Bô ra ngoài, như tránh rắn rết. Trong phòng chỉ còn lại A Thùy đường lệ từ và uyển úc nguyệt đán sắc mặt a thùy vốn đã rất tái nhợt giờ càng thêm vô hồn và mệt mỏi uyển úc nguyệt đán trợn mắt nhìn nhưng thật ra hắn không thấy gì đường lệ từ chậm rãi nói có ai phải cứu nàng bóp gãy cổ họng nàng a thùy toàn thân chấn động trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều gió thu xào sạc giữa hơi thở yếu ớt của lão già giết chết ân đông xuyên và hiên viên long chỉ vân họ và tiết đào trên giường chồng lên nhau để cho nó chết chính là sự cứu chuộc của đường lệ từ uyển úc nguyệt đán nhắm mắt lại đường lệ từ giơ tay lên a thủy thấp giọng nói chậm đã nàng đứng trước tiết đào các ngươi tất cả ra ngoài đi đường lệ từ nhíu mày thả tay xuống a thủy nói tất cả ra ngoài ta sẽ ở lại đây bầu bạn với nàng ngồi ở đây bầu bạn với tiết đào nghe nàng dẫy dụa cầu sinh cần bao nhiêu sức nhẫn nại và dũng khí huyền úc nguyệt đán răng môi khẽ nhúc nhích nhưng không nói gì đường lệ từ nhìn a thùy hắn định nói gì đó nhưng huyền úc nguyệt đán kéo ống tay áo của hắn mang ta ra ngoài có được không đường lệ từ lông mày rung động vốn muốn nói nhịn xuống nhưng lại nắm lấy cổ tay huyền úc nguyệt đán bước nhanh ra khỏi phòng a thùy khi họ rời đi nghe tiếng tiết đào sắp chết nàng cầm tay tiết đào có lẽ, giết nàng là có thể cứu nàng, nàng sẽ không đau khổ nữa. Nhưng, nàng vẫn ích kỷ, không muốn cầu đường lệ từ một lần nữa cứu chuộc. Hắn giết Trì Vân, không thể lại giết Tiết Đào, không thể vì kết thúc nỗi đau mắn ngủi của nàng mà thêm tội lên lưng mình. Giang hồ này, đã dần coi hắn là yêu vật mà hắn không thể không chấp nhận để mình biến thành yêu. Đó là một con đường không lối về, là con đường của một yêu vương cô độc đến chết hắn có thể trở thành đệ nhất thiên hạ nhưng sẽ không có bất kỳ bạn bè nào hắn rất hy vọng được yêu tiếng thở trong cổ họng tiết đào vẫn vô lực và đau khổ nàng vẫn đang dãy rủa a thùy buồn bã nhìn nàng người phụ nữ này xinh đẹp nhưng không may mắn có lẽ sau này mình cũng không khác gì nàng có lẽ còn bất hạnh và đau khổ hơn nhìn tiết đào gục ngã dẫy rủa nàng nghĩ đến cái chết trong tay người mà mình tin tưởng sẽ không bao giờ làm tổn thương mình đó chính là kết cục của một người phụ nữ đa tình huyền úc nguyệt đán và đường lệ từ ra khỏi phòng gió rét mùa đông lạnh buốt thổi vào mặt lạnh như băng và đau nhói đường lệ từ xuôi tay nhìn trời huyền úc nguyệt đán mỉm cười mắt không thấy lòng yên tĩnh đường lệ từ nói ngươi không phải là không chịu nổi huyền úc nguyệt đán cũng không phủ nhận nhưng ngươi không chịu nổi nhìn thêm nữa ngươi chắc chắn sẽ giết nàng hắn nói dài dòng nhưng ta không muốn ngươi giết người. Đường lệ từ không trả lời. Huyền úc nguyệt đán mắt cong lên, cười nhẹ nhàng. Ta phải làm vương giả, nhưng không nhất thiết phải làm cường giả. Đường công tử, ngươi không nhất thiết phải làm vương giả, nhưng nhất định phải làm cường giả. hắn chậm rãi nói. cường giả tâm phải cứng rắn như đá. nếu ngươi không chịu nổi sự thống khổ của người khác, sẽ dễ dàng bộc lộ nhược điểm. giang hồ mưa gió lay động, ngươi là người vô cùng quan trọng đường lệ từ ngừng đầu cười, bầu trời lộ vẻ xám trắng, thê lương mà cao xa, như một đám cát mịn bị cuồng phong thổi lên trời, tứ tán lay động, nhưng càng thổi càng cao, từ đầu đến cuối không rơi xuống. Ngay lúc này, từ xa vang lên một tiếng, đùng lớn, trong mắt đường lệ từ, hướng vọng đỉnh sơn trang bốc lên một đoàn khói đen, sau đó là ngọn lửa hừng hực vọt lên cao. Tòa trang viện với cơ quan phức tạp và đường hầm đã biến mất trong thuốc nổ và ngọn lửa trận đấu giữa chu nhan và ngọc không hầu không biết kết quả thế nào còn những người ẩn náu ở vọng đình sơn trang cũng không rõ tung tích họ chắc chắn có xào huyệt khác nhưng ngay lập tức khiến chu nhan và ngọc không hầu lưỡng bại câu thương lực lượng còn lại của phong Lưu điếm vẫn rất kinh người không thể truy kích đường lệ từ mắt không rời khỏi ngọn lửa ngày càng lớn nếu hắn mạnh hơn chút nữa nếu hắn cũng có người giúp như chu nhan đêm qua đã có cơ hội giết ngọc không hầu thật tốt có người giúp như chu nhan hình bóng phó chủ mai thoáng qua đầu sắc mặt đường lệ từ đỏ bừng trở nên tái nhợt loáng thoáng có một trận choáng váng câu hắn khỏe hơn ngươi của đường anh địch và hắn khỏe hơn ngươi của a thùy sen lẫn nhau vang vọng trong tay hắn như những hồn ma không tan hắn hơi nhắm mắt huyền úc nguyệt đán bên cạnh ngẩng đầu lên đường công tử ta mệt đường lệ từ nói huyền úc nguyệt đán nhẹ nhàng thở dài ngồi xuống đất bất kể đó là bùn hay cỏ dại sau khi ngồi xuống phát hiện đó là mảnh đất ẩm ướt đầy cỏ khô liền nằm xuống khoanh tay nhìn trời hắn không nhìn thấy bầu trời nhưng rất vui vẻ đường lệ từ ngồi xuống theo hắn huyền úc nguyệt đán kéo tay áo hắn mệt thì nằm xuống đây nằm một chút đất tuy lạnh nhưng không chết được ngươi và ta đường lệ từ nằm xuống cũng khoanh tay nhìn bầu trời bầu trời vẫn mờ mịt không rõ có vài chiếc lá rụng khô héo bay trong gió, chợt cao chợt thấp, hình thái tự do. Huyền Úc Nguyệt đán xé một cọng cỏ khô. Người không biết hát sao? Đường lệ từ nhìn những chiếc lá rụng bay trong gió. Ca hát. Huyền Úc Nguyệt đán dùng ngón tay linh xảo vốt ve cọng cỏ khô, cẩn thận cảm nhận hình dáng nó. Nằm dưới đất, người không muốn ca hát sao? Ta muốn nghe người hát. Đường lệ từ nhìn động tác chơi cọng cỏ khô của hắn, toàn thân từ từ thư giãn, Dây căng thẳng gần đây dần dần lỏng ra, sau khi thư giãn, khuôn mặt hắn không còn trầm tĩnh ôn hòa, hiện lên một tia cười nhạt. Có một ca khúc, gọi là Yếu Trùng, Yếu Trùng, huyền úc nguyệt đán ngẩn người, tên kỳ cục đâu, hát nghe thử xem. Đường lệ từ nằm dài trên cỏ khô, ở nơi đó, phục doanh đèn đuốc, binh mã nối tiếp không ngừng, ánh trăng như câu, cỏ dài tràn đầy đồi. Ở nơi đó, làm rất nhiều mộng, đếm một hai ba bốn còn không biết hơn tinh tú ở nơi đó yếu ớt côn trùng lóe sáng giữa đêm không tiếng động mà lưu lạc ở chỗ này yếu ớt côn trùng vẫy cánh giữa lúc cường địch tấn công vào thành cao bao nhiêu quỷ ở bờ sông thừa dịp bóng đêm cầm súng ai đêm mộng yếu trùng nhẹ nhàng phiêu binh mã tới gần ai đêm mộng yếu trùng nhẹ nhàng chết rơi trên đất như lá cây ai giày lính đạp lên nó không biết nó mộng chỉ coi là đất bùn nga chỉ coi là đất bùn ánh trăng lóe sáng như câu, nó lạnh lùng chiếu vô tận côn trùng vàng, đêm, cô độc, chết. Hắn không hát, chỉ đọc từ. Huyền Úc Nguyệt Đán rất nghiêm túc nghe, bình mã tới gần, câu này rất đột ngột, đường lệ từ nhìn trời. Đó là nhị trọng hòa thanh. Huyền Úc Nguyệt Đán lại nói, rơi trên mặt đất như lá cây, cũng, đường lệ từ cắt ngang. Đó cũng là nhị trọng hòa thanh. Huyền Úc Nguyệt Đán không biết. Nhị trọng hòa thanh là gì, rất tiếc nuối nhéo cọng cỏ khô trong tay. Tại sao không hát, hát? Đường lệ từ nhặt một nắm cỏ khô từ đất, tung lên không trung, xem nó bị gió thổi tứ tán. Ai biết, ngươi đi mời phó chủ mai hát cho ngươi nghe, ta chỉ có thể hát bình mã tới gần, và rơi trên mặt đất như lá cây. Huyền Úc Nguyệt đán ngạc nhiên. Tại sao? Đường lệ từ nhìn trời, trên bầu trời đã không còn cọng cỏ khô hắn tung lên. Bởi vì đó là quy định huyền úc nguyệt đán yên lặng ai quy định đường lệ từ giơ tay xòe năm món tay nhìn bầu trời qua kẽ tay bầu trời vẫn rất rộng nhưng qua kẽ tay lại rất nhỏ hẹp mọi người tất cả mọi người khi nói mọi người tất cả mọi người giọng đường lệ từ như một đứa trẻ huyền úc nguyệt đán mỉm cười vậy ta hát cho ngươi nghe đường lệ từ bật cười ngươi hắn rất khinh miệt nhưng không cấm cản. Hát đi. Huyền Úc Nguyệt Đán nằm trên đất hát, hắn hát tùy tiện, hát lúc thì cười nhỏ, có lúc quên lời liền bịa bừa, dù sao Đường Lệ từ cũng không biết hắn đang hát gì. Gió đông thật lạnh, nghe Huyền Úc Nguyệt Đán hát một lúc lâu, Đường Lệ từ cười nhạt. "Ngươi có lúc giống một người." Huyền Úc Nguyệt Đán ngừng hát. "Ai?" Đường Lệ từ cười nhẹ. "Ngươi nhớ hắn." Huyền Úc Nguyệt Đán lại hỏi. "Ai?" đường lệ từ nói là ai người biết rõ huyền úc nguyệt đán thở dài ừ người làm sao biết hắn hắn ở đâu đường lệ từ cười nhạt hắn ở một nơi rất xa hắn ổn không huyền úc nguyệt đán không hỏi hắn ở đâu vì biết đường lệ từ sẽ không nói không tốt lắm đường lệ từ nhắm mắt lại hoặc là nói thật không tốt phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn